Đây là chiều 24 âm này nha. Đây ông anh ở đâu vậy ông anh? Đức Huệ. Đức Huệ tỉnh Long An qua ủng hộ em con đời 2020 nha bà con ơi. 2020 hàng VIP nha, xe này anh trai mình lấy giá là 300 mấy chục triệu á. Đây. Hàm là chưa lót luôn nè. À. Bông cuốn gì nó còn luôn nè ha. Rồi giờ để em đi quay sơ cái máy qua cho anh em xem. Đó. Nó vô dàn thùng là máy này em vô luôn. Đây. Cái này còn chưa tháo luôn nè anh em. Chấm định vị còn nè, vô thùng là xe này im ru à. Đây hai ba anh chủ máy nha. Để em tháo ra nè, đó. Tủ lạnh đây. Rồi lưới trong là còn hai miếng này là miếng zin luôn nè anh em. Bốn miếng zin tổng cộng sàn sủng là zin hết của nó nha. Rồi giờ để em đi quay vòng máy cho mình bà con mình xem. Đây, puli vàng puli Cugo nè, vô là bao im luôn. Đó. Chân chẳng rồi. Tới xíu anh. Chạy nhắm tới nhắm lui thử số rồi, vô hàm vô bồn luôn. Đó. Đây. Vô dàn thùng là đó. Xích băng tải nó hơi dụng, nó hơi kêu nhẹ nha anh em. Xích băng tải nó hơi dụng, nó hơi kêu nhẹ. Rồi, ok. Rồi đây đi. Em gửi cho bà con nhìn chân ha. Em gửi cho bà con nhìn chân máy nha. Đây chân cẳng ở đây. Đây quay sát vô cho bà con xem luôn. Đó nước sơn là còn đầy đủ, nghiêm chỉnh hết nha. Để em lau cầm lại các bà con ơi. Lau camera lại cái. Đó. Nước sơn là còn nghiêm chỉnh hết nha. Bồn lúa đây. Bồn lúa đây, rất là sạch. À, không một mọt chỗ nào hết. Không có sơn dặm, không có sơn giá chỗ nào hết nha. Nguyên bản nguyên xin đó. Hay đổ vàng nè, em thấy không? Đây nguyên xin đó. Nên là anh trai lấy hàng đẹp nha bà con. Hàng đẹp nha. Rồi đây. Chủ máy nè. Rồi dở hàm lên để em vô hộp số. Dở hàm lên chứ anh ơi. Vô bơm số em quay lên cái. Đây cái chót hàm đây nè. Chót hàm đây nó bị cong thôi. Đó. Cong nhẹ thôi. Thấy không? Hộp số là bao sạch luôn ha. Đó. À miếng mũ màu xanh lá phải không? Rồi ok. Đây động cơ nha. Động cơ là bao sạch nha. Đây số đây, quay cho anh em xem chi tiết nha. Mà còn chưa tháo luôn, lượng băng tải còn rất là sạch luôn nha. Lượng băng tải còn rất là sạch luôn á. Anh em thấy không? Lượng băng tải còn rất là sạch luôn. Đây. Anh trai đi ba anh qua buổi chiều 20 bữa nay 25 âm ha. Nay 25 không ta? 25 này. Nay 25. Qua con máy rất là kỹ luôn. Lỗi em này là đúng bài rồi. Này về chỉ còn về lót lại về chạy vụ đi lót lại hai miếng lót hàm nữa. Về chạy trước đi, giờ đang gấp chạy mà. Rồi ok. Để tắt máy đem quay động cơ cái anh. Qua quay động cơ. Đây động cơ đây bà con. À, hơi tối. Động cơ quá keng. Chất hàm đây. Cái cốt này cốt zin nó còn luôn nè, cốt zin nó còn luôn rồi ha. Cái miếng này là nó dán dạ quang nè, mai mốt bà con đừng có dán cái miếng này nha. Dán miếng này móc tháo ra nó còn lại miếng này nè. Nó kỳ lắm. Thà dán keo trong hay dán keo gì để bảo vệ. Hay là dán đèn bà nó cho rồi, dán miếng nó kỳ lắm. Đây động cơ đây nè, cơ xanh cảo ha, em lấy nét lại cho anh em xem đó. Bô mà còn đen gì mà bô mà còn đen thui luôn nè, thấy không đó. Đổi giờ đổi gì nè, thì đổi mũi cho anh ha, nãy nó đổi mũi phải không? Rồi rồi dây kêu nào lên đổi mũi đi, rồi để em kêu nó xuống nó soạn luôn cho anh. Rồi nè, chúc ông anh về làm ăn phát tài nha. Rồi. Rồi, okay. Chúc sức khỏe làm ăn phát tài. Rồi. Đó.